Dạ đã luộc chín rồi các bạn ơi, ngon quá, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Quá các bạn ơi, ngon quá rồi. Yummy, yummy, yummy. Nhớ đăng ký kênh Phở Nguyên ủng hộ Hạnh Nguyên Thái nha các bạn. Chiều nay Hạnh Nguyên Thái đi ra biển bắt ghẹ chính xã nè. Có ghẹ bông về rồi nè các bạn ơi, vô biển nhiều lắm nha. Đăng ký kênh Phở Nguyên ủng hộ Hạnh Nguyên Thái nha các bạn. Chiều nay Hạnh Nguyên Thái với anh xã đi bắt ghẹ nè bà con ơi. Wow, 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 có nhiều ghẹ lắm rồi bà con ơi. Đây ghẹ cát nè. Ê, coi chừng nó chạy, coi chừng nó chạy. Đang còn anh xã ở Okaloosa Island bắt ghẹ nha các bạn. Wow, ghẹ vô rất là nhiều luôn, mới đi ra mà đây nè, mới đây mà bắt được đừng như đây nè nè, ghẹ lớn không biển à. Okaloosa chiều nay rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. À, vừa đi bắt ghẹ vừa tập thể dục luôn nha. Sẽ có món ghẹ luộc và ghẹ rang me nha các bạn. Cái ghẹ cát này thì nó ngon lắm, rất là thơm luôn, ngon hơn cái con ghẹ càng xanh nhiều. Có một con sứa rất là bự luôn nè các bạn ơi. Bự ghê chưa? Wow, lớn chơi luôn á nha. Vỏ bào thùng, vỏ bào thùng, lớn quá rồi. Trứng thả nó xuống đi anh ơi. Con ghẹ xanh nó có trứng, mình thả nó xuống đi để cho nó đẻ con. Mai mốt mình có ghẹ mình ăn. Bắt mà ghẹ mà thấy nó có trứng là mình phải thả nó nha bà con. Giọt mệt nghỉ luôn bà con ơi. Rồi dính rồi, dính rồi. Bữa nay có đem đèn theo nha. Bắt tới tối luôn. Tối ghẹ mới ra nhiều nha các bạn ơi. Nghe rồi cái thùng nè. Đó, nhiều lắm rồi đó, nhiều lắm rồi. Kia, ô kia con cua, mình đừng la lớn nó chưa xuống hàng, mình đừng la lớn nó chưa xuống hàng. Wow, lớn quá. Trời tối đen như mực. Ghẹ lên rất là nhiều luôn. Wow, ủa trời hai con luôn. Wow, hai con luôn. Nhiều chưa? Đúng chặt luôn, không chịu ra luôn. Hấp dẫn quá nha. Chắc phải làm ghẹ hấp bia đi. Cho nó ăn, cho nó wow, con nào con thấy nó biết nấu luôn à. Nhiều khi nó còn biết hát bolero luôn nữa nha. Yên tay luôn nha. Sau một tuần làm việc mệt nhọc mà mình đi bắt ghẹ đồ chơi khỏe, có ghẹ ăn mà lại vui nữa nha các bạn. Giật lên, giật lên. Bay lên rồi. Con này con đẹp được. Wow.
tình đang là đang tình tình anh chàng đằng anh chàng ơi rằng có biết là biết hay chăng. Có theo anh chàng muốn hụt hơi nha, anh chàng đi nhanh quá. Bây giờ bắt được nhiều ghẹ lắm rồi, giờ mình sẽ đi về nha các bạn ơi. Về để luộc ăn, bắt nhiều hơn nữa thì khiên không có nổi nha. Nói đi về rồi mà cũng không có về được nha. Thấy nó đi nè, phải giọt nó nè. Chiều nay anh Nguyên Thái cùng với anh xã đi có nửa tiếng mà bắt được bao nhiêu ghẹ cát nè các bạn. Khi mà mình đem về bỏ ở trong cái đá cho nên là nó hết ngư rồi, nhưng mà nó vẫn còn sống nha. Cái con ghẹ cát này nếu mà muốn ăn thì mình chỉ tự đi bắt thôi, chứ còn các siêu thị của Mỹ hay là của Việt Nam không có bán. Bởi vì nó sẽ rất nhanh chết đó các bạn ơi. Đem nó lên bờ khoảng chừng 1 tiếng là nó sẽ chết. Bây giờ rửa sạch sẽ và mình sẽ đem đi luộc nha. Đã bỏ vào nồi và để nước vô. Xăm sóc cái mặt của con ghẹ thôi nha các bạn. Mình chỉ lựa một số ít là ghẹ lớn để đem đi luộc. Còn lại ghẹ nhỏ hơn thì mình sẽ làm để mà nấu bún riêu nha. Bữa nay sẽ luộc ghẹ cùng với sả và lá chanh nha. Để vào một muỗng cái gia vị khai trình luộc ghẹ nha. Cái gia vị này thì nó hơi mặn cho nên mình sẽ để vào đây nửa muỗng đường cho nó dịu lại. Xong rồi sẽ đậy cái nắp vung lại nha. Lúc bỏ vào nồi cho đến lúc chín là 15 phút nha các bạn. Bây giờ thì đã gần chín rồi, thơm quá. Thơm mùi lá chanh, thơm mùi lá xả. Hấp dẫn quá các bạn ơi.